Xin chào mọi người, mình là anh Tuấn đến từ Sub-team of CTUMP và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học về bệnh thiếu máu. Nội dung đầu tiên sẽ là bệnh thiếu máu do thiếu chất sắt, tiếp theo đó sẽ là bệnh mãn tính và cuối cùng là bệnh thalassemia. Bởi vì đây đều là các bệnh thiếu máu hồng cầu nhỏ. Nhưng trước khi chúng ta đề cập đến thalassemia, chúng ta cần tìm hiểu về hemoglobin. Và như đã nói ở các video trước, hemoglobin sẽ gồm hem và globin. Trong đó, hem sẽ gồm có sắt và protoporphyrin. Hemoglobin thực chất là một protein có cấu trúc bậc 4. Nó có 4 chỗ dùng để chứa oxy. Hay nói một cách khác cho dễ hiểu hơn, hemoglobin có thể vận chuyển 4 phân tử oxy. Và đó là lý do mà mỗi phân tử hemoglobin có thể gắn với 4 phân tử oxy. Và như hình chúng ta có thể thấy ở đây, chúng ta sử dụng chiếc xe để ví von phân tử hemoglobin như là một thứ vận chuyển. Và hem chính là nơi dùng để chứa sắt. Các nguyên tử sắt trong hem có dạng sắt 2, Fe2+, chứ không phải là sắt 3. Và như đã nói trước đây, sắt 2 thì gắn với O2. Và hãy nhớ rằng hemoglobin trông như là một con bướm. Nó gồm 4 tiểu đơn vị khác nhau. Và trong 4 tiểu đơn vị, nó sẽ có 4 chuỗi protein và 4 nhân không chứa protein, hay còn được gọi là hem. Và do đó, protein là chuỗi globin và nhân không chứa protein là hem. Hemoglobin không chứa protein và protein. Phần không chứa protein, hem, sẽ được tổng hợp ở bên trong ti thể. Nhưng mà khoan đã, các bạn biết đấy, ti thể nó không có trong hồng cầu. Và đúng vậy, thứ tôi đang nói đến ở đây chính là hồng cầu chưa trưởng thành. Chúng vẫn có ti thể bên trong đó. Vì vậy, hem sẽ được tổng hợp bên trong ti thể và tế bào chất của tế bào hồng cầu chưa trưởng thành. Còn protein, globin sẽ được tổng hợp từ ribosome. Và giờ thì chúng ta đã có globin và hem. Tuyệt vời. Vậy, còn các tiểu đơn phân tham gia cấu trúc hemoglobin, chúng gồm có những gì? Chúng ta sẽ có alpha và beta. Một người trưởng thành bình thường thì hemoglobin sẽ có 2 chuỗi alpha và 2 chuỗi beta. Đó là dạng phổ biến của hemoglobin. Nhưng hãy quay lại với cấu trúc hemoglobin. Hem có chứa sắt và protoporphyrin. Và đây là nhân hem, nhóm protoporphyrin và sắt. Sắt ở dạng Fe2+, gắn với O2. Vậy còn sắt 3 thì sao? Sắt 3 tạo nên methemoglobin. Vì vậy, sắt 3 kết hợp với hemoglobin sẽ tạo ra methemoglobin. Và điều này thì không bình thường chút nào. Methemoglobin không thể vận chuyển oxy, bởi vì Fe3+ không thể mang oxy, và chỉ có Fe2+ mới vận chuyển được oxy. Được rồi, đây là 2 chuỗi alpha và 2 chuỗi beta. Và trong các chuỗi có nhân hem, protoporphyrin và sắt ở trung tâm của mỗi nhân hem. Ở người trưởng thành, chúng ta có các loại hemoglobin khác nhau. Và 95% trong đó gọi là hemoglobin của người trưởng thành, hay hemoglobin A. A nghĩa là trưởng thành. Chuỗi alpha 2, beta 2 gồm 2 chuỗi alpha và 2 chuỗi beta. Hemoglobin bình thường trong giai đoạn thai là hemoglobin F, 2 chuỗi alpha và 2 chuỗi gamma. Nhưng ở người trưởng thành thì nó chỉ đóng góp vào 1% trong tổng số hemoglobin mà thôi. Chúng ta còn có hemoglobin A2, alpha 2, delta 2, gồm 2 chuỗi alpha và 2 chuỗi delta. Và nó chiếm từ 1,5 đến 3% hemoglobin. Và đó là toàn bộ hemoglobin ở người trưởng thành. Trong giai đoạn thai thì sẽ có phần lớn hemoglobin của thai. Nhưng ở giai đoạn trưởng thành thì 95% là A, 1% là F và 1,5 đến 3% là A2. Và đó là toàn bộ kiến thức căn bản
trước khi chúng ta nói đến bệnh thalassemia ở video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Sub Team of CTU MP. Một lần nữa, xin cảm ơn và chúc mọi người sức khỏe.